Hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với The Fancy Dev Channel. Thì bây giờ ở tiếp tục cái series về cái cấu trúc dữ liệu và giải thuật, thì hôm nay mình sẽ tới cái phần gọi là giải bài tập mà ở cái video hôm trước mình đã có đưa cho các bạn. Thì khi mà đi phỏng vấn, các bạn sẽ được thường sẽ được đưa ra một cái function như thế này, và câu hỏi sẽ đặt ra là cái biết ô của nó là gì, ô n o một hay là ô nào, ô n mũ hai hay ô hai mũ n, kiểu vậy đó. Vậy thì mình cái cách nào để mà mình có thể tìm ra được nó biết ô nó là gì, và bây giờ mình sẽ giải bài tập nha. Với cái bài tập này, với cái câu hỏi này, thì đầu tiên là gì, mình sẽ ví dụ trong trường hợp này mình là một cái người mới ha, mình sẽ giải thích một cách rất là từ từ chậm rãi để cho các bạn có thể hiểu được ha. Rồi sau đó mình sẽ bắt đầu qua những cái hint, những cái luật, những cái quy tắc, để mà khi mà nhìn vô một cái function, nhìn vô một cái hàm đó là mình có thể nói ngay được nó là cái biết ô của nó là gì luôn, mà mình không có phải đi step by step như thế này ha. Không có ai đi phỏng vấn mà mình làm như thế này cả. Rồi, nhưng mà mình vẫn phải đi theo từ cơ bản tới nâng cao. Vậy thì cơ bản là gì? Đầu tiên mình sẽ đi từng dòng, từng line by line luôn ha. Ví dụ dòng này nó sẽ là một phép tính, đúng không ạ? Nó sẽ là một. Rồi. Rồi, xuống dưới đây nó cũng là một phép tính thì nó cũng là một. Rồi tới đây mình sẽ thấy một cái dòng là for. Dòng nhập for, for này nó sẽ chạy hết cái chiều dài của cái mảng này, cái input array này. Vậy thì nó sẽ là ở đây cái lệnh này nó sẽ là n lần, đúng không ạ? Ví dụ như cái array này có n phần tử thì nó sẽ là n lần. Rồi, bên trong cái hàm loop thì cái function này nó cũng sẽ gọi hàm loop này, nó chạy bao nhiêu lần thì function nó cũng sẽ chạy bao nhiêu lần, đúng không ạ? Nó cũng là n lần. Rồi cái hàm a cộng cộng này có nghĩa là a bằng a cộng 1 á, thì nó cũng sẽ chạy là n lần, tại vì nó nằm trong cái vòng loop này. Vòng loop này chạy n lần thì những cái gì trong vòng loop này cũng đều chạy n lần hết. Rồi tiếp theo xuống cái hàm return, return thì nó chỉ là 1 thôi, đúng không ạ? Vậy thì cuối cùng cái ô của nó là nhiêu ạ? Mình cộng lại, đầu tiên là mình cộng nha. 1 2 3 3 cộng cho bao nhiêu n? 1 2 3 n. Rồi, 3 n. Rồi, thì từ cái này mình sẽ có những quy tắc, những cái cách làm để mình loại bỏ những đi những cái hàng số, và cuối cùng là mình còn lại là ON, mình đơn giản hóa lại thì cái bài toán này, cái function này, cái biết ô của nó chính là ON, rất là đơn giản, đúng không ạ? Rồi các bạn sẽ thắc mắc là ô tại sao từ cái ô 3 cộng 3 n này mình ra được ON, nó có những cái quy tắc gì, những quy luật gì, thì ở những cái video kế tiếp mình sẽ giới thiệu cho bạn những cái quy luật đó ha. Rồi tiếp theo qua cái bài tập thứ hai, đây là bài tập thứ nhất nha, mình quên zoom lại lớn cho các bạn xem rồi. Rồi đây là bài tập thứ nhất. Rồi mình tiếp tục qua bài tập thứ hai. Nào, bước hai mình cũng làm tương tự ha. Một, mình sẽ làm nhanh luôn, một không giải thích nhiều ha, mọi người này quá dễ. Rồi cái này cũng là n, để nó lập lập qua, ví dụ n này là 100 thì nó sẽ lập qua 100 lần, thì nó cũng là n lần ha. Đây cũng là n lần, đây cũng n lần, đây cũng n lần. Rồi ở đây này các bạn lấy ha, ở đây là mình đặt một cái biến tên là y, ở đây xuống tiếp tục mình đặt lên cái biến tên là g, mà mặc kệ cho nó tên là gì đi chăng nữa thì nó cũng phụ thuộc vào cái input của mình đây, chỉ có một cái input ở đây thôi thì nó vẫn là n lần ha. Input mình 100 thì nó vẫn là 100 thôi, nó không thể nào lên 200 được, mặc kệ tên biến của dòng for này là gì, đúng không ạ? Đây có y thì đây g gì đó thì cuối cùng nó vẫn là n lần. Rồi dưới đây trong nội phía bên trong dòng là for thì nó cũng là n, tương tự như cái bài trước
Bên trong giờ là for, nó cũng là n, thì cộng lại là bao nhiêu ạ? Cộng lại là 3 nè, cộng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nha, cộng cho 8n. Rồi, sau khi mình ra được cái này rồi thì mình sẽ viết đơn giản hóa nó về là còn lại là on ha. Nghĩa là hai bài toán, hai cái bài tập mà mình gửi cho các bạn về để các bạn làm thì kết quả của nó đều là on hết. Và nếu như các bạn tinh ý ở đây thì các bạn sẽ thấy gì ạ? Ở đây có một cái vòng phần lập for ha, một cái vòng loop, một cái vòng loop với cái số lần lặp lại của nó là gì ạ? Là cái chính là cái kích thước của cái input ha, cái độ lớn của cái input. Tương tự ở đây cũng có, nó cũng là dòng loop ha, cũng có dòng loop, mặc dù ở đây nó có hai dòng loop nhưng nó chỉ sử dụng duy nhất một cái input thôi, đúng không ạ? À? Một input thôi thì cuối cùng kết quả nó cũng ra là gì ạ? À? Ô em ha, cách nhanh mình có thể nhìn một cách nhanh để mà mình có thể đưa ra một kết quả rất là lẹ là khi trong một cái function mà mình nhìn thấy có một cái dòng lập, có một cái dòng lập mà nó sử dụng cái kích thước của cái chỉ cái sử dụng cái kích thước của cái input nó đưa vào ha, thì nó là chính là on. Nhưng mà yêu cầu là bên trong nó sẽ không có một cái dòng lập gì nữa ha, bên trong nó chỉ là những cái xử lý đơn giản bên trong hàng for này. Nếu mà bên trong hàng for này mà nếu mà nó có thêm một cái hàm for gì đây nữa thì mình sẽ không nói nó là on được nha, nó là một cái ô khác. Rồi nếu mình nhìn đơn giản một cái dòng for đó, hoặc là hai dòng for rời nhau, hai dòng for rời nhau và sử dụng chung một cái input đầu vào thì mình có thể nghĩ nhanh nó là on. Rồi thì đó là hai cái bài tập, lời giải cho hai cái bài tập mà mình đã post ở trong cái video trước ha. Rồi thông qua hai cái bài tập này thì mình hy vọng các bạn cũng đã hiểu sơ bộ về thế nào là O1, ON và cách nhìn nhanh một cái function để biết cái nào là O1, cái nào là ON. Rồi ở video kế tiếp mình sẽ đi sâu hơn, kỹ hơn về cái nguyên tắc, mình sẽ giải thích tại sao là mình đang từ cái này rất là phức tạp O3 cộng 8N là mình lại có thể rút gọn về là thành ON ha. Vậy thì biết O này nó có những cái quy tắc gì để mà mình có thể làm nhanh được cái chuyện là mình chỉ cần nhìn vô cái function đó là mình có thể biết được cái biết O nó là gì mà mình không cần phải ngồi đi step by step như thế này. Trong phỏng vấn thực tế không ai cho các bạn ngồi làm như thế này, step by step như thế này, câu trả lời O3N này các bạn là cũng không được người ta chấp nhận ha. Mình ta chỉ chấp nhận là ok, câu này ON thôi. Thì mình sẽ video kế tiếp mình sẽ đi sâu vào giải thích từng cái quy tắc ở trong cách mà mình làm, mình nhận biết cái biết O này, cái cách mà mình có thể tìm được độ phức tạp của thuật toán ha. Rồi hẹn gặp lại các bạn ở video kế tiếp nha.